À, xin chào các bạn. Bây giờ là thời buổi tập tạ 4.0, đúng không? Chúng ta giàu chúng ta tập tạ là chuyện bình thường, chúng ta cầm tiền chúng ta đi tập tạ là chuyện không gì để nói hết á. Mà bây giờ mượn nợ ngân hàng tập tạ mới sốc nè. Wow. À, các bạn thấy không? Chấp nhận thanh toán thẻ 1234. Dịch vụ của công ty BBT và THOL là cho vay trả góp lãi suất 1% nha. Ngân hàng cho vay Việt Nam có tật kỳ lắm, đúng không? Mình quẹt thẻ nó coi thường, nó nói là mình mượn nợ ngân hàng, mình không có tiền, mình mới chơi quẹt thẻ. Nhưng mà khi mà trên tay các bạn á cầm một đống thẻ vậy nè, nào dám ho bạn, đúng không? Và ngày hôm nay khi mà đến với một trung tâm game cao cấp, đẳng cấp mà khối lượng gọi là tiền mà nó tương đối nó lớn. Ví dụ như bây giờ là các bạn đi tập game, bạn đăng ký, bạn gặp bé PT kia xinh quá, bạn mua nó nửa năm thì cái giá phải là 200 triệu đó. 200 triệu phí PT cho nửa năm thì 200 triệu bạn không thể nào bạn có tiền mặt được, bạn phải lấy một trong những cái thẻ sau đây. Một cái thẻ này là bằng 200 triệu nha. Thẻ nào cũng vậy thôi, tùy màu, tùy ngân hàng. Hay có thẻ này nè, thẻ này là cái thẻ khác, để đi bữa nào đi thì Duy sẽ làm một chương trình vlog nói về các bạn thẻ tín dụng nha, cho các bạn trẻ gamer chúng ta biết được thế nào về thế giới tài chính và thế giới mượn nợ tập game. À, mượn nợ tập game là đẳng cấp. Bây giờ chúng ta cùng nhau thử một cái cảm giác quẹt 200 củ. Còn nhỏ Lê Tân nó rung tay chưa? Đi. Bên em có quẹt thẻ không? Dạ có anh. Bên em quẹt thẻ ngân hàng nào vậy? Bây giờ anh quẹt tới 200 triệu lần em quẹt nổi không? Dạ được ạ. Được hả? Dạ. Cái máy bot này như của vị công băng ơi. Dạ, đúng rồi. Nè đúng không? Thôi vị công băng mình quẹt công băng cho nó ít phí. Nè. Bây giờ anh mua có BT nhỏ kia nửa năm á thì lại hồi nãy xe báo anh là 200 triệu. Mà giờ anh đi anh không có mang đồng bạc cắt nào hết trơn trời á. Wow, cà phê mảnh vô. Rồi quẹt đỡ đi, hên xui thẻ này đi. Này ha. Ờ. Dạ. Không được thì lấy cái này. Cô đừng nhấn lộn 2 tỷ nha. Đâu đâu đâu, coi cái đủ chưa? Tối đa rồi nè. Tối đa luôn rồi đó hả? Dạ. Không nhập được nữa đó hả? Dạ. Vậy chơi đi, submit đây, submit đi. Ok. Đang kết nối, đang xử lý. Không đủ tiền. Mẹ làm quê ta. Đâu, không phải. Nhiều khi bây giờ em nhập đưa cho anh 199 thì phải trừ phí nữa. Ok, không. Rồi. Ừ. Quá trừ phí, thằng Việt Công Băng này phí mắc quá. Thằng này ăn phí chắc luôn rồi. Đó, thằng này ăn phí rồi. Dạ, cái này em gửi anh. Em ký cho nha. Rồi ký phải không? Dạ. Thế còn triệu kiếm thẻ cốc quẹt chơi coi. Thẻ ngân nào cũng được hả? Dạ, đúng rồi. Đâu quẹt thử ngay xi măng coi được không? Thằng này của anh cũng 200 triệu nữa mà giờ quẹt 1 triệu thôi nha. Anh mua cái gói có 200 triệu thôi, em quẹt một phát một anh 400 là chết luôn á. Tối không có tiền dẫn gái đi shopping đâu. Ok. Phí. Rồi ngoài mang này, thằng này nó lái mịch nó có 200 triệu thôi. Rồi ký tên vô. Ký tên vô. Đúng rồi, trời ơi sao đổ mồ hôi luôn trời. Sao đứng gần em anh nóng quá vậy? Nữa hả? Dạ. Thôi nãy anh nói 1 triệu chơi thêm nhập 10 triệu anh cho anh 9 triệu. Sao vậy? Trời ơi. Trời ơi con gái dư cưng không cho tiền không lấy trời. Rồi. Anh giữ cái nào? Còn 1 triệu nữa. Em nó không ra được. Thôi vậy cho em 1 triệu đó luôn đó. Dạ, không có đơn thôi không sao. À. Chưa thấy nó báo tin nó trừ tiền ta. Có cái nào nó trừ cũng được không ta? À, điện thoại. Ai à, ơi, quỷ điện thoại để đây. Chết mẹ rồi. Thấy căng rồi. Trời ơi, đúng là nó trừ phí rồi, ác thiệt chứ bà con. Trừ cái gì vậy ba? Chết mẹ rồi. Thằng thể hình online là thằng nào mà nó chạc mình nè. Không, nè không. Thể hình online nó chạc. Trời ơi. Nè sử dụng nè các bạn. 200.000 tiền phí luôn. Ủa đâu có kỳ vậy? Ủa làm sao? Nó tóm lại là hạn mức còn lại 200 mà của mình là 200 và phí 800.000 hả? Rồi để coi lại sao kê cho nó kỹ đi. À cái này thẻ cốc. Cái này thẻ cốc của ngân hàng nào không biết nữa. Thôi.
Về mai tới tập nha. Bye em. Thanh niên làm màu và cái kết quẹt 200 triệu và nhận lại 198 triệu. Chỉ một phút làm màu mất 2 triệu cho ngân hàng.